Rồi, là cảm ơn tất cả các bạn đã hỏi bài là nghe các bạn. Khi một bạn hỏi bài liên quan về rút gọn căn bậc 2 thì ở đây có hai thứ các bạn cần giải quyết, đó là giải quyết cái phần căn này nè. À, và cái phần căn ở dưới mẫu này, được chưa? Là đánh số 1 và đánh số 2. Thì để giải quyết được cái số 1 nha, thì các bạn nhớ đến kiến thức nè, đó là căn A bình thì bằng trị tuyệt đối A. Rồi muốn bung trị thì các bạn nhớ xác định A lớn hơn bằng 0 là số không âm đó các bạn, thì ra chứng nó. Còn nếu nó là số âm thì nó ra trừ nó. À, được chưa ạ? Rồi, thì mình giải quyết số 1 riêng nha. Mình giải quyết số 1 riêng nè. Đó, thì mình sẽ có căn 5 trừ 2 căn 6. Thì các bạn để ý cái căn này giúp lợi. Đó, bước 1 nè, các bạn nhớ bước nè. Bước 1 chia 2 thì ra bao nhiêu ạ? Ra căn 6. Bước 2 tách cái căn 6 này ra thành hai số nhân lại, thì mình sẽ có những trường hợp sau đây, đó là căn 6 nhân 1 nè, hoặc là 1 căn 6 cũng như nhau, được chưa ạ? Hoặc là căn 2 nhân căn 3 nè, hoặc là căn 3 nhân căn 2 cũng như nhau, được chưa ạ? Vậy mình sẽ có căn 6 nhân 1 và căn 2 nhân căn 3. Bước 3, các bạn hãy lấy bình phương căn 6 bình phương 1 bình phương cộng lại xem coi ra bao nhiêu ạ? Nó ra 7. Và nó trùng với số này không ạ? Không, vậy cái chỗ này mình loại. Tiếp tục, căn 2 bình phương cộng căn 3 bình phương thì nó ra bao nhiêu ạ? 5 nè. Vậy mình chọn, mình nhận. Đó, vậy ta sẽ có bằng căn, viết lại nè. Rồi, 5 trừ 2 căn 6 sẽ được phân tích thành căn 2 và căn 3. Do đây dấu trừ thì mình thêm dấu trừ và bình phương. Đó, các bạn phải nghe kịp nha. Rồi, đối với số 2 thì các bạn nhớ đến hằng đẳng thức, đó là A trừ B nhân A cộng B thì bằng A bình trừ B bình. Và căn A bình thì bằng A với A lớn hơn bằng 0. Vậy mình sẽ cộng 2 phần căn 3 trừ căn 2. Thì trừ thì thiếu gì ạ? Thiếu cộng thì nhân căn 3 cộng căn 2. Nhân mẫu thì phải nhân cho tử. Được chưa? Rồi bằng, đây sẽ ra là trị tuyệt đối căn 2 trừ căn 3 cộng 2 căn 3 trừ căn 2. Xin lỗi, cộng nha. Ở dưới là hằng đẳng thức căn 3 bình trừ căn 2 bình. Rồi bằng, thì các bạn bấm máy tính giúp lợ thì mình xác định đây là số âm. Một là thêm dấu trừ, hai là đổi vị trí. Đó, là đổi vị trí nha. Đổi vị trí. Cộng, thì đây các bạn ra 2 căn 3 cộng căn 2. Ở dưới các bạn tính ra nó là ra mẫu là 1. Được chưa ạ? Mẫu là 1. Vậy 1 thì các bạn bỏ luôn. Rồi các bạn phân phối 2 vào. Vậy là căn 3 trừ căn 2 cộng 2 căn 3 cộng 2 căn 2. Và các bạn rút gọn, 1 căn 3 thêm 2 căn 3 ra 3 căn 3 trừ căn 2 cộng 2 căn 2 ra là căn 2. Và các bạn lấy máy tính kiểm tra lại giúp lợ xem coi kết quả có đúng hay không nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.